Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình cho Miki mấy quả lê rừng đây mọi người. Tuy ngồi ở nhà nhưng mà cũng được lê rừng ăn đây. Miki ở lại đây không? Miki bữa nay nghịch ngợm lắm, Miki chạy lung tung, Miki không có chịu ngồi yên đâu. Thơm quá. Màu cũng hay quá. Trời đất ơi. Miki lại đây không? Ăn lê rừng nữa này không? Miki ơi. Miki. Quả lê này có vị hơi chua khác thường nha mọi người. Chua hơn những quả lê bình thường mua ở chợ hơn. Nhưng mà vị chua nó rất là thâm. Miki con ăn cái nào? Đây. Một con ăn. Ngồi xuống. Thì sao của con đưa ăn luôn, có thích ăn chung mà sao? Tìm cái hộp ăn vậy đó hả? Cái hộp này đó. Như quả lê không ăn, tìm cái hộp ăn thôi. Đây này, này. Cái hộp chắc ngon lắm không? Ngồi xuống ăn. Không có đi lung tung bây giờ. Mày đặt đi nha. Đi với Miki. Lừa ra cái chim ăn hả? Mày đi đây. Con ở đó không chơi đi. Chơi đi chứ cô làm gì? Cô theo làm gì? Thank you.
cái muỗng kia, nấu cái muỗng kia. Đi hai chân mày con, còn đứng xuống đi hai chân con, đứng xuống đi hai chân mày con, Miki, đây, này đi hai chân, em mới cân lại cân Miki thì được mấy lạng rồi. Thả tay ra, con đừng gác chân lên mẹ, con ngồi im đây, con xuống.
xuống đi kia, đi kia, đi kia ngồi xuống. Miki được kiếm hút luôn à ta? Chị giỏi dữ ta. Cân mà sao bè không cân vào bụng hiu đấy. Thì cân ra đứng đắn hả? Trời ơi, sợ à. Miki sợ cái cân nó bỏ trong cân, Miki ngồi im luôn á. Chơi à, chơi à, mình sợ cái cân nữa nha. Mày cân con gái mà. Mày cân sợ con gái được bao nhiêu mà. Miki được 110 gram. Miki được 110 gram. Miki ngồi này, ngồi này, ngồi này nha, ngồi này, ngồi này. Chơi chơi chơi, ngồi nữa chứ. Rồi các bạn, bây giờ thì mình cũng xin tạm dừng clip ở đây nha mọi người. Miki không ăn được lê rừng ha, bởi vì lê rừng có cái vị hơi chua cho nên là kỹ con không thích ha. Mình sẽ cho Miki ăn những thức ăn khác nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Goodbye Miki. Miki goodbye. Ủa, ủa, đi ngủ luôn hả?